Thí nghiệm tâm lý ám ảnh nhất lịch sử, nhà tù Stanford. Nó được thực hiện tại Đại học Stanford vào những năm 70 bởi một giáo sư tâm lý học. Mục đích của thí nghiệm này là tìm ra sự ảnh hưởng của quyền lực và quyền hành lên hành vi của con người. Thí nghiệm bao gồm 24 sinh viên nam, được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm, một nhóm tù nhân và một nhóm cai ngục, và tầng hầm của Đại học Stanford được biến thành một nhà tù giả lập với những quy tắc và quy định nghiêm ngặt. Trong những ngày đầu, mọi thứ diễn ra khá thuận lợi. Các tù nhân và các cai ngục đều cố gắng thực hiện vai trò của mình một cách chuyên nghiệp. Nhưng rồi tình hình bắt đầu chuyển biến xấu đi. Các cai ngục dần cảm thấy mình có quyền lực trên các tù nhân. Họ đối xử với tù nhân một cách tàn bạo hơn, mất kiểm soát và vô nhân đạo. Họ hành hạ, nhục mạ, đánh đập, ép buộc các tù nhân làm những việc họ không mong muốn. Họ còn tìm cách chia rẽ, gây mâu thuẫn và tạo sự phản đối giữa các tù nhân với nhau. Về mặt các tù nhân thì hoàn toàn ngược lại. Họ bị đè nén và áp bức, thậm chí bị mất đi phẩm giá và lòng tự trọng của mình. Họ trở nên nhu nhược hơn, mất nhuệ khí, cảm thấy bất lực trước sự hiện diện của các cai ngục, đến mức họ bị ảnh hưởng nặng nề về mặt tâm lý. Một số thậm chí phải rời khỏi thí nghiệm vì không chịu nổi áp lực tại nhà tù kinh khủng này. Thí nghiệm dự kiến kéo dài đến 2 tuần, nhưng chỉ sau 6 ngày, nó buộc phải chấm dứt vì quá nguy hiểm. Các tù nhân đã bị phá vỡ tâm lý, còn các cai ngục đã trở nên vô cùng hung ác. Thí nghiệm đã cho thấy, khi được trao quyền lực và quyền hành, con người có thể thay đổi tính cách một cách đáng sợ.